Tốt. Rồi bây giờ không biết là Tạ Linh định kéo một băng về để ăn chín cùng lỗ với cả con bi số 5 vừa rồi, hay là một cú táng một băng để ăn chín vào lỗ góc bên tay trái đây. Vâng, như vậy là một cú kéo một băng với khả năng cao sẽ là ăn chín vào lỗ góc bên tay phải rồi. Chính xác là như vậy. 2-0. Mình nghĩ là con này thì anh Linh không thể trượt được nữa rồi. Rất đáng tiếc cho Ngô Bảo Châu với cái cơ hội của mình. Anh đã tận dụng không thành công. Từ cái cú phá của anh thì ra hình con bi số 1 nó cũng hơi méo một chút. Anh đã sửa được ra con bi số 2. Điều tốt vào đầu 9 để đánh được con bi số 3, nhưng từ con bi số 3 ra con bi số 4 thì nó thực sự là một tai nạn. Vâng, và 2-0. 2-0 cho Tạ Văn Linh cho một trận đấu chạm 9 phá luân phiên. Và thi đấu số 5 với cú phá bi của Tạ Văn Linh. Tạ Văn Linh cũng là một tay cờ với cú phá 9 bi kiểm soát rất là ok. Đã ăn được con bi số 8. Thêm cả con bi số 1 và đủ bếp. Nhưng hình này là khó rồi. Khi vào cái vị trí con bi số 2 thì nó rồi, như vậy là không thành công. Rồi, với cái má này thì tôi rất là thích đẩy cu lê. Không biết anh Ngô Bảo Châu, à anh Nguyễn Bảo Châu nghĩ gì. Có lẽ là một đường đẩy rồi. Sau đó bị số 9 vào lỗ giữa bên tay trái mặt này của các bạn. Lực. Tôi nghĩ là tình huống vừa rồi thì anh Nguyễn Bảo Châu điều non lực các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bây giờ ra được con bi số 9 vào lỗ góc bên tay trái phía xa mặt này. Cũng rất là ngon ăn. Vâng, và đã là 2-3. Đã là 2-3 cho Nguyễn Bảo Châu. Không tốt. Có lẽ là không tốt rồi. Tạ Linh thì có những cái biểu cảm rất là thật. Thế cơ, nhưng mà bây giờ thì nó đã cân bằng rồi. Như vậy là lợi thế duy nhất của Tạ Linh đấy là anh được phá trước. Ba đều. Hay. Giải đấu năm nay của chúng ta thì có một cái sự khác biệt nữa, đó là có bấm giờ. Mỗi cơ thủ, mỗi một lượt cơ sẽ có 40 giây suy nghĩ và gọi thêm giờ thì được thêm 40 giây nữa. Rồi, chúng ta cùng xem một cú massage đến từ anh Bảo Châu. Hay. Nice. Tuy nhiên thì ra con bi số 2 chắc chắn là cực khó. Má nó hơi dày. Thế cho nên là nó giữ con bi cái ở vị trí nó tương đối là xa so với con bi số 2. Ồ. Có đuôi không ạ? Vâng, cũng xin lỗi đến từ anh Bảo Châu. Tốt. Và sẽ là 4-3. 4-3 cho Tạ Văn Linh trước khi đến với cú phá tiếp theo của Nguyễn Bảo Châu. Hay. Rồi một băng qua khe 7-8. Ngon lắm rồi anh ơi. Và có lẽ sẽ là một chấm cho anh Bảo Châu. Kể cả ai thua ván đấu này đi nữa thì vẫn sẽ còn cơ hội đến với chức vô địch. Khi mà đây là một giải đấu hai mạng. Rồi một cú cu lê kèm ép phê nghịch rất tốt đến từ anh Bảo Châu.
con này nhấn có lẽ là lực sẽ cực kỳ chi tiết đây. Còn nếu không thích chi tiết thì hoàn toàn có thể đánh con bi số 7 2 đến 3 băng để ra con bi số 8 cùng lỗ. Vâng, với cái tình huống này thì hoàn toàn có thể sẽ là một cú trích xịt mà thôi. Cú trích xịt để lấy má dưới một chút cho con bi số 8 và ra con bi số 9 thuận lợi. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, như vậy là một cú trích xịt rất tốt. Và đúng là lấy má dưới cho bi số 8 thật. Rồi, cú này sao? Cú này có lẽ là đẩy vừa lực thôi. Một cú đẩy xe hàng rất hay và sẽ là 5 đều. Trận đấu của chúng ta đang đến hồi căng thẳng với các bạn ạ. Cứ tưởng là cái tỷ số ban đầu 2-0 hay 3-0 gì ấy cho Tạ Linh sẽ là một cái lợi thế cực lớn. Nhưng mà không. Rồi, ván thi đấu số 11 với cú phá bi của Tạ Văn Linh. Và chúng ta cùng chờ xem liệu Tạ Linh sẽ bỏ lỡ cơ hội hay là có thể nâng cao được cái khoảng cách. Rồi, đã có ngay lập tức con bi số 2 và con bi số 3 rơi xuống lỗ. Con bi số 1 cửa lỗ cực đẹp. Rồi, không biết là anh Tạ Linh định đánh áp phê phải về và cái ra giữa bàn ăn con bi số 4 hay là sẽ là một cú cúp 2 băng đây. Chúng ta cùng chờ xem. Rồi, với cái má thế này và với vị trí con bi số 6 nó đang làm vật cản như thế kia thì tôi dự sẽ là một tình huống áp phê phải thôi. Vâng ạ, thấp đầu gậy áp phê phải một chút. Đầu gậy 4 giờ, có lẽ là đồng hồ trong. Rất tốt. Và bây giờ có lẽ sẽ là một cú đánh để xem nào. Vâng, nếu là tôi ở tình huống này tôi sẽ lựa chọn đầu gậy 7 giờ để tiếp tục là. Vâng, như vậy là nó không chạm đến con bi như vậy là nó không chạm đến băng thứ ba. Rồi, có lẽ sẽ đẩy cú lê hai băng. Vâng, đúng là như vậy. Rồi, ok. Như vậy là bây giờ có thể là một cú đánh một băng. Có chuyện điều lỗi ở đây. Chịu rồi các bạn ạ, đây là một cái khắc chịu rồi, giật cả mình, chịu rồi. Con bi số 9 đấy đánh không ăn thì chấp nhận thôi. Chắc chắn là không có cái lời gì có thể bào chữa với cái con bi số 9 vừa rồi. Một con bi số 9 không phải là khó. Vâng, vào đến những khắc quan trọng như thế này rồi mà không làm được thì vào 7 năm. Và ván thi đấu sau, ván thi đấu số 13 thì Tạ Văn Linh lại là người có được quyền phá bi ở trong tay. Rồi, hết rồi các bạn ạ, tôi chả cảm nhận thấy cái gì nữa. Ok.
Ôi ôi ôi, lực 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 lực. Rồi luôn, và cực kỳ đau đầu cho Tạ Văn Linh. Con này thì vẫn là chém con bi số 8 vào lỗ góc bên tay phải mà thôi, nhưng mà Sao lại phải khổ thế anh ơi? Một tình huống xử lý phải gọi là cực kỳ lòng ngoằng đến từ Tạ Văn Linh. Vâng, ra đến cái hình bi vừa rồi mà xử lý còn thực sự là vất vả các bạn ạ. Cái bàn này thì cũng đã khởi động rồi, cũng đã đánh đến được 7 ván thắng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng xem là Tạ Văn Linh sẽ xử lý con bi số 8 này như thế nào. Rồi, xử lý vẫn cứ là được thôi, nhưng mà nhìn nó vất vả quá. Ôi, điều ra chi tiết chưa này. Vâng, và 8 năm Tạ Văn Linh đến với điểm hưu của trận đấu này. Một tình huống điều từ 6 ra 8 nhìn rất mệt đến Tạ Văn Linh, nhưng mà không sao. Rồi, toi rồi. Các bạn ạ, như vậy là trận đấu này của chúng ta sẽ tiếp tục là dằng dài khi mà Tạ Linh bằng một cách nào đó con bi số 1 lăn cực chậm vào cửa lỗ rồi rơi xuống. Bây giờ thì đuôi ở con bi số 2 chắc chắn là sẽ là một cú đánh an toàn mà thôi. Mà đánh an toàn đi đâu đây? Để tôi xem nào. Vâng, có lẽ sẽ là đánh an toàn. Sẽ là bắn nhẹ một chút vào con bi số 5. Và đường của con bi số 2 thì khả năng cao là bị lấp bởi con bi số 9. Tạ Văn Linh tình cờ tạo ra một cái tình huống 5-6 cũng khá là nhạy cả. Khi mà đường ăn con bi số 5 thì là còn, nhưng mà để điều ra con bi số 6 thì sẽ phải chọn một cái má cực kỳ là đẹp. Tuy nhiên thì cũng nhìn thêm một cái điều nữa là con bi số 4 thì nó đang nở nằm ở cái cửa lỗ giữa kia. Cửa một trong hai lỗ giữa kia cũng khá gần con bi số 5. Thì tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái tình huống gì đấy. Cũng bình thường thôi. Như vậy là bóc mặt con bi số 2 không thành công. Để lại cho Tạ Linh một cái đường có thể ăn được con bi số 2, nhưng điều được con bi số 3 hay không thì tôi chưa biết. Để xem nào. Con này nếu mà đánh thoát tay bị cái đi 1 2 3 bằng khả năng cao là va 4. À, khả năng cao là va 5 các bạn ạ. Mà nếu mà không va 5 thì còn phải soi được cái con bi số 3 qua khe 49 cơ. Nói chung đây vẫn là một cái ván bàn tôi đánh giá là khó. À, hoàn toàn có thể đẩy nhẹ con bi số 2 và sau đó ăn bi số 3 và lỗ góc còn lại cũng được mà. Đúng rồi. Như thế này đấy các bạn ạ. Tôi quên mất đấy. Tuy nhiên thế đấy, Tạ Linh sử dụng cầu tay ngắn và đặt cù lê vào thì tôi mới nhớ ra là có một cái đường như thế. Ok, các bạn ơi, Tạ Linh cũng đã giơ tay xin lỗi rồi. Một cái tình huống điều bi số 3 ra bi số 4 chắc chắn là có những cái sự may mắn ở trong đấy. Khi mà nó va chạm. Anh đi dùng cái đó. Chúng tôi cho mời lên Lê Văn Thái.
Rồi một con bị quá khó các bạn ạ, và chúng ta có thể cảm nhận được cái độ giật phần nào của anh Bảo Châu. Rồi bây giờ tình huống nó dễ hơn hẳn cho Tạ Linh, dễ hơn hẳn rồi các bạn ạ. Ok. Có lẽ đánh xong con bi số 7 này thì khả năng cao là bắt tay luôn. Cho nó nhanh. Có lẽ là anh Bảo Châu trước đấy thì có lẽ là phải tự trách mình ở cái tình huống anh bắn trượt con bi số 9 thôi. Một tình huống không khó. Vâng, 98. À xin lỗi các bạn, 96 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Xin chúc mừng Tạ Văn Linh đã ghi tên.